Như vậy thì với những thông tin là mọi người nói rằng nhiều người lạc quan thì nói rằng đây là một cái sự cáo chung của cái đồng đô la cũng như là cái vị thế bá chủ của Mỹ trên toàn cầu vân vân, mất dẫn đầu này nọ vân vân. Tôi nghĩ rằng đấy là quá sớm. Người đứng thân phương Tây thì lại cho rằng đây chỉ là một cái mê vở kịch, một cái sản diễn không hơn không kém để mà Trung Quốc hay là các nước như ấn độ và nga thao túng thế giới phương nam vân vân nhưng mà đấy cũng là những cái phát biểu nó quá cực đoan đúng không ạ tất cả chúng ta đều thấy là những lý tưởng của họ làm là rất tốt rất cao đẹp nhưng mà nó là rất khó cái đấy là phải thừa nhận trước à, chứ không thể đơn giản được nhưng mà có một cái điều tôi có thể khẳng định đó là nước mỹ đã mất đi một trong những cái điều quan trọng nhất à, trong khi cuộc chiến Ukraine diễn ra, họ mất một trong những điều quan trọng nhất từ trước tới nay. Đấy là họ đã để cho Trung Quốc, đúng không ạ, rơi vào vòng tay Nga. Nga rơi vào vòng tay Trung Quốc. Đấy, hai cái kẻ vốn có thể trở thành những đối thủ địa chính trị, đúng không ạ, và có thể trở thành những cái bên để mà Mỹ lợi dụng. Và thực tế thì họ đã lợi dụng rồi, đúng không? Và nếu như mà họ có thể lợi dụng được ấy, mà nó không diễn ra cuộc chiến như thế thì khẳng định là Mỹ hoàn toàn có thể lấy Nga để làm suy yếu Trung Quốc hoặc lấy Trung Quốc để quấy phá Nga. Chắc chắn là họ có thể làm được. Thế nhưng mà cuối cùng cuộc chiến xảy ra, họ để cho hai cái gọi là cái đối thủ đấy bây giờ nó nối vòng tay lớn. Mà không những nó nối vòng tay lớn đấy, xong bây giờ nó còn nối vòng tay lớn khắp cả thế giới nữa. Nhưng trong lần break này thì nó còn làm cái mất mát lớn hơn nữa đối với lại Mỹ. Đúng không ạ? là trong khi mà Trung Quốc và Nga đã ôm nhau thì bây giờ họ còn ôm hết cả thế giới phương Nam. Và như vậy trong cuộc chơi của BRICS này chúng ta không biết rằng là vị trí của Mỹ liên quan đến đồng đô la, vị trí bá quyền, tất cả mọi thứ vân vân. Không biết là như nào, đến bao giờ và như nào. Chỉ có một điều là chắc chắn là sẽ có xảy ra thôi, nhưng mà chúng ta không biết đến bao giờ. Nhưng chúng ta chỉ có thể khẳng định một điều rằng là họ đã thua trong cái cuộc chơi là họ đã để đánh mất cái bán cầu phương nam vào tay trung quốc vào tay nga đấy là một cái điều có thể khẳng định đúng không ạ cái đấy thì tôi khẳng định với quý vị luôn là họ đã đánh mất cái một trong điều quan trọng phải nói là quan trọng nhất bởi vì cả bán cầu phương nam nó chiếm tới hàng uh, mấy chục phần trăm uh, cái dân số thế giới cơ đúng không ạ thế mà cuối cùng là họ đã để toàn bộ những cái uh, uh, sân chơi như là châu phi này rồi là mỹ Latin này đúng không ạ rồi châu á này rơi dần dần vào tay của Brick, tất nhiên là vào tay của Ấn Độ, Trung Quốc và Nga và trong đó Trung Quốc và Nga thì lại là kẻ thù không đội trời chung của họ đấy cho nên đây là một cái sự mất mát có thể nói rằng nó còn lớn hơn cả cái việc là họ đã để Mỹ và Nga à, ôm ấp trong cái cuộc chiến Ukraine cho nên là chúng ta luôn thấy một điểm là gì là đây chính là những chính sách của Mỹ thôi chính sách của chính phủ Mỹ dưới cái sự tác động đúng không ạ những những cái vị mà đặt cái lợi ích uh, của những cái giới tài phiệt giới tinh hoa mà chiếm thiểu số lên toàn cái lợi ích dân tộc của họ chứ còn với một cái vị chế thế như của Mỹ mà họ đặt cái lợi ích quốc gia của họ lên trên một cái đường dài có một cái tầm nhìn thì rõ ràng họ ở một cái vị thế cực kỳ ung dung để mà họ có thể câu kéo câu dẫn đúng không ạ toàn bộ tất cả những cái nước nghèo những cái nước tầm trung ở trên thế giới rất khó để cho Nga mới Trung Quốc có thể lật kéo Đấy, thế nhưng mà chỉ vì những cái mà chúng ta vừa phân tích thì chỉ trong một thời gian rất ngắn chỉ trong vòng một năm rưỡi thôi hay đúng hơn là một năm từ khi chúng ta bắt đầu nghe những thuật ngữ gọi là phi đô la đúng không rồi là thế giới đa cực nó càng ngày nó càng nhiều lên và bây giờ với sự ra đời với sự xuất hiện của hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2023 thì nó chính thức nó là một cái đinh cuối cùng cùng nó đóng vào cái hòm đóng nắp vào cái quan hệ của Mỹ với lại các cây nước bán cầu phương Nam. Chúng ta có thể thấy những cái việc nó rất rõ xảy ra này. Ả Rập Xê út, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất vốn có những quan hệ cực kỳ tốt với Mỹ về lợi ích quốc gia, chứ không phải là chỉ về mỗi cái việc là địa chính trị để kìm hãm này nọ đâu. Nhưng về lợi ích quốc gia, chúng ta biết là Ả Rập Xê út sau khi Mỹ bỏ cái đồng tiền bản vị vàng thì chính cái Ả Rập Xê út cái dầu của họ đã phò cái đồng đô la trở thành cái đồng mà petrodola mà làm cho mỹ trở thành bá chủ tài chính đúng không ạ và rõ ràng như vậy thì ả rập xê út sẽ quan trọng với lại mỹ tới giường nào không chỉ ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất nữa thế nhưng mà bây giờ chúng ta thấy là ả rập xê út đã chính thức quay lưng lại với mỹ thôi họ không những là họ tham gia ở ủng hộ tất cả những cái kế hoạch về việc là đàm phán hòa bình với iran bình thường hóa quan hệ iran lôi syri bình thường hóa quan hệ với syri và lôi iri vào cái liên minh ả rập còn bây giờ họ lại trở thành một trong thành viên cũng chủ chốt của brics đúng không ạ rồi họ liên tục bán tháo trái phiếu của mỹ trong nhiều tháng liên tiếp và rất nhiều những cái hoạt động mà nó rất ngang ngược như là mua vũ khí của trung quốc hợp tác với nga sản xuất nhà máy điện uh, hạt nhân của trung quốc Đúng không à, ạ? Toàn những rồi nhà nhà máy lọc dầu Trung Quốc nó nói chung là nó rất là điên rồ. Không thể nào tưởng tượng là chỉ trong thời gian ngắn mà ông Biden ông lại vứt đi một cái người bạn, một cái tài sản cực kỳ giá trị như là Ả Rập Xê Út. Tôi nói thật với quý vị, đấy là một cái điều nó cực kỳ ngớ ngẩn, đúng không à. ạ? Mà cái đấy nó chỉ phục vụ mấy cái ông bán vũ khí thôi. Đấy, cái câu chuyện chúng ta thấy rất rõ là như vậy chỉ thông qua mỗi Ả Rập Xê Út chúng ta sẽ thấy là cái bán cầu phương Nam nó đã tuột khỏi cái vòng tay của Mỹ như nào, bởi vì chính một cái người mà mang lại cho mỹ nhiều lợi ích như thế nhưng mà cuối cùng họ còn để tuột khỏi tay thế thì hỏi là các mấy cái ông mà châu phi mấy ông mà châu á dâu ria uh, trung á rồi thì đông nam á đúng không ạ thì có cái ý nghĩa gì trong mắt họ tất cả chỉ là to con tốt để mà họ lôi ra để chống trung quốc chống nga mà thôi như vậy là nếu như để chốt lại cái vấn đề liên quan tới nước Mỹ và BRICS thì chúng ta có thể thấy là họ mất những cái gì? Thứ nhất là họ sẽ mất đi uh, cái cái đồng đô la đúng không ạ? Và tất nhiên đấy là một cái quá trình dài quý vị nhé. Chứ còn uh, nó không thể dễ dàng trong một thời gian ngắn được. Chúng ta vẫn thấy là cái sức mạnh của quân, quân kinh tế quân sự cũng như là ảnh hưởng của Mỹ vốn đã gọi là thâm căn cố đế trên toàn thế giới rồi đúng không ạ? Không dễ gì để một sớm một chiều mà nước Mỹ có thể bị suy yếu cái cái sức mạnh của họ và đặc trưng của cái đó là biểu hiện của đồng đô la. Cho nên là chúng ta thấy là bắt đầu đúng không ạ, họ sẽ mất đi cái sự bá chủ của đồng đô la. Thứ hai là họ sẽ mất đi cái sự bá chủ của cái thế giới đơn cực do chính họ là cái ông vua, đúng không ạ? Và thứ ba là họ mất đi toàn bộ cái bán cầu phương nam đấy là ba những cái điều mà mất mát rất lớn và họ mất đi nếu mà nói đúng nghĩa ra là họ mất đi luôn cả cái nước nga nữa đấy nếu mà họ quý vị nhớ là bây giờ thì mỹ họ nhập khẩu rất nhiều những thứ quan trọng của nga ví dụ như uranium chẳng hạn đúng không ạ và trước đây thì họ nhập rất nhiều người nga bán rẻ rất nhiều thứ thế nhưng bây giờ với những cái việc như này chúng ta thấy là họ mất rất nhiều thứ từ nga họ mất là bởi vì là trong khi đó trung quốc Ấn Độ và các nước BRICS nó vẫn còn hoạt động, nó vẫn còn buôn bán, nó vẫn nhộn nhịp với nga và như vậy rõ là họ và Châu Phi, ơ, Châu Âu là những người mất, đúng không ạ? Đấy, cho nên là phải nói đây là cái mất nữa là cái thứ tư là mất luôn cả nga nữa. Vâng, chúng ta thấy là sự kiện đó đã kết thúc rồi và nó cũng không làm ngoài những cái dự đoán của nhiều người, nó cũng đưa ra được những cái gọi là những cái triển vọng, những cái tầm nhìn có thể nói rất sáng lạng phát triển đối với lại phần còn lại của thế giới đúng không ạ một thế giới vì một thế giới công bằng văn minh và nó đại khái nó gì nhỉ nó tự do nó đúng nghĩa là dân chủ và tự do khi mà khối brics nó nó trở thành một cái nền tảng chính vâng chúng tôi xin trả lời một vài câu hỏi liên quan tới brics nè ở brics thì ai làm chủ vâng ở BRICS thì chúng ta thấy là một trong những cái khó của họ là không như ở Mỹ là Mỹ và G7 thì là Mỹ làm chủ nhưng mà BRICS thì đúng là cơ bản thì Trung Quốc là một cái nước có thể nói là dẫn dắt đúng không ạ và sáng kiến đấy nhưng mà à, nếu mà trên một cái nền tảng giống như là cái 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 cái, cái, cái um, nguyên tắc của họ thì rõ ràng là không có ai làm chủ và đấy cũng là cái khó khăn bởi vì không có ai làm chủ thì không sai khiến được như là Mỹ với các nước G7 họ cứ áp đặt cái chương trình nghị sự của họ thôi các nước kia phải tuân theo và chia phần trách nhiệm sau đó thì được cái phần thưởng gì chia nhau đúng không ạ nhưng còn ở BRICS thì nó rất là thách thức là mỗi ông phải chịu trách nhiệm một cái phần của mình và phải đảm bảo hoạt động trên những nguyên tắc như thế và phải liên thông với các ông khác dựa trên cái cơ sở bình đẳng không được phép lạm dụng không ai có quyền hạn hơn ai vân vân có thể nói là một cái nó rất là thách thức tuy nhiên thì nó rất là văn minh và hiệu quả quý vị nếu mà quý vị nào biết về công nghệ chúng ta biết là ngày xưa thì các cái công nghệ liên quan đến máy chủ máy chạm ấy đúng không ạ là tất cả các máy chạm ví dụ như máy của chúng ta này mà kết nối với lại một cái máy chủ của một chương trình nào đó ví dụ chơi game đi đúng không chúng ta chơi game ngày xưa game võ lâm truyền kỳ ấy đúng không chúng ta phải kết nối vào cái máy chủ đấy thì cái máy chủ đấy nó sai khiến toàn bộ tất cả những cái máy của chúng ta và nó tắt phát thì chúng ta cũng chết nó cấm phát là chúng ta cũng không được chơi đúng không nó sập là chúng ta cũng chết đấy nhiều tài khoản muôn hàng tỷ đồng mà cuối cùng là vất đi ví dụ vậy thế thì cái câu chuyện là cái cơ chế kiểu như máy chủ máy chạm như thế thì nó 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 về cái tính thống nhất của nó rất cao nhưng mà nó lại không hiệu quả và nó không dân chủ đấy như tôi vừa nói đúng không ạ nó lạm dụng quyền thế còn bây giờ những ông này thì nó giống như cái mạng p2p có nghĩa là mạng đồng đẳng đấy thay vì nó kết nối với máy chủ thì nó kết nối với những cái máy bên cạnh đúng không ạ chính là bây giờ ông ấn độ ông ấy không kết nối vào cái ông mỹ nữa thì ông kết nối vào cái tức là nếu như giả sử ngày xưa là bắt buộc phải kết nối với ông chủ là ví dụ trung quốc chẳng hạn thì ông kết nối với ông ả rập ông kết nối với iran ông kết nối với nga thì nó vẫn cho những cái dữ liệu như vậy và nó vẫn cho ông những cái quyền như vậy và nếu ông không thích chơi với iran thì ông chơi với lại ả rập ông không bị một cái gì nó thao túng đúng không ạ không bị cái lạm dụng gì và đấy chính là cái cách mà nó có thể nói nó rất hiệu quả và rất văn minh nhưng nó rất khó để ban đầu người ta thành lập ra một cái nền tảng cơ sở hạ tầng mà vốn chúng ta có thể tưởng tượng là những chiếc máy tính được kết nối mạng với nhau đấy thì bây giờ đây nó là chính là những cái chính sách của các nước để nó thông đúng không ạ nó thông những cái uh, gọi là protocol những cái uh, mình gọi là những cái gì nhỉ gọi là hành lang đi đấy, đúng không hành lang điều kiện rồi những cái giao ước đúng không ạ giao thức để hoạt động với nhau ban đầu và khi nó vượt qua được việc đấy thì nó sẽ hoạt động rất là hiệu quả và như vậy như chúng ta thấy là không chỉ hiệu quả mà chúng ta còn có thể được tôn trọng như chúng tôi nói là được phép lựa chọn đối tác để làm ăn buôn bán chơi bời tình tứ đúng không ạ? Đấy và thích uh, làm ăn thích chơi rồi là thích uh, thích chấm dứt thích làm gì cũng được miễn là đừng có phản bội tất cả thì nó bị ngắt tất cả mọi hướng thì ông cũng chết nhưng mà cái việc đấy nó rất khó đúng không ạ? Và tất nhiên là với hình thức như này thì không ai có thể tống tiền, không ai có thể lạm dụng được nhau. Và đấy là một trong những cái mô hình mà Brick và thế giới đa cực. Brick này nó chính là một cái biểu hiện của một cái thế giới đa cực. Khi mà chúng ta hình thành được thế giới đa cực thì tất cả mọi người đều được như thế. Có nghĩa là được bình đẳng, đúng không ạ? Nôm na là bình đẳng, gọi là trước pháp luật như là bác Hồ ngày xưa nói. Ấy. Phan Sơn hay nói là truyền thông phương Tây tẩy não. Vậy thì tẩy não là những như nào? Liệu Phan Sơn có bị uh, truyền thông chống phương Tây tẩy não hay không? Và câu hỏi cũng rất hay đúng không ạ? Thực tế thì uh, cái bản chất của thông tin thời đại hiện nay nó đều mang tính chất tuyên truyền. Có nghĩa rằng nó có mang tính chất tẩy não đúng không ạ? Hay mình gọi một cái từ nó nhẹ nhàng hơn đó là tuyên truyền. Đấy. Thông tin nào cũng vậy thôi, kể cả là phía thân phương Tây hay là chống phương Tây nó đều có một cái tính chất định hướng và tuyên truyền nhất định. Bản chất của thông tin nó là như vậy cho nên mình không thể nào mình loại bỏ được yếu tố đó, đúng không ạ? Chỉ quan trọng là mình biết là mình uh, uh, cái tính tuyên truyền và tính cái cái sự thật của nó trong đấy là như nào. Um, mình chấp nhận cái sự dối trá, cái sự tuyên truyền trong cái việc đó là bao nhiêu, cái tính định hướng của nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Mỗi khi chúng tôi đọc một cái uh, nội dung thông tin, thì cái câu hỏi đầu tiên đối với việc của chúng tôi là chúng tôi đặt ra một câu hỏi là liệu chúng tôi có bị tẩy não trong cái thông tin này hay không? đấy chứ không phải là chúng ta tìm mọi cách để chúng ta loại ra là, là là có dấu hiệu mà thông tin thì chúng ta không dùng cái đấy là không bao giờ tồn tại quý vị ạ những cái gì mà nó hoàn toàn trong trắng minh bạch ấy, đúng không ạ ví dụ như bây giờ quý vị bảo là à, chương trình việc làm tử tế đi đúng không thì làm sao mà có ai xem nhiều trên tv bằng cái việc là có những tin cướp giết hiếp đúng không quý vị cho nên là cái việc đấy chúng ta thấy rõ ràng là những cái gì mà nó cứ sự thật nó rất là chán nó buồn chán chả ai muốn nghe về những cái nó mang tính chất sự thật cho nên người ta phải thêm những cái nó mắm muối vào thì nó mới có cái cái để mà người khác làm cho người khác hấp dẫn nghe cho nên chúng ta không tìm cách để bỏ cái loại để để mà tìm được một cái nội dung nào đó nó không có tính định hướng và như tôi nói nếu nó không có định hướng thì nó rất buồn chán không ai người ta xem nó giống như là làm toán ấy chỉ có làm toán đúng không ạ thì nó mới là cái sự thật vĩnh cửu thôi Đấy và như vậy thì quý vị có thích là xem ngồi xem toán không đúng không chắc chắn là không được Thế thì bây giờ rõ ràng là trong cái việc như vậy thì như tôi chẳng hạn thì chúng tôi sẽ tìm những thông tin nào mà nó có cái sự thật nhiều hơn đúng không đấy và cái đấy nó đều do cái giác quan nó bách bảo mình thôi chứ còn là cũng không có cái gì để mà mình xác định nó là hoàn toàn nó ờ, nó 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 thật là bao nhiêu cả nhưng mà cái giác quan cho mình cái điều đó và mình tìm đến những thông tin nó mang cái tính chất là nó mang uh, nó định hướng hoặc là nó tuyên truyền mang tính chất là định định tính nhiều hơn định lượng có nghĩa là ví dụ như nhiều quý vị bảo là kiểu như phan sơn là thân nga cuồng uh, nga đấy thì mình chọn cái từ thân nga hoặc là ủng hộ nga nhiều hơn là cái cuồng. Bởi vì cái cuồng thì nó sẽ mang tính chất là mình lật lại đúng không ạ, mình đổi trắng thay đen để bằng mọi giá mình 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 thân nga, uh, mình mình ủng hộ nga bất chấp đúng không ạ, những sự làm xấu rồi là những cái gì đó xấu của họ mình đều biến thành đẹp thì như vậy là cuồng. Nhưng mà nếu mà là thân thì cũng không phải là cái vì gì là xấu bởi vì quan trọng vẫn là mình vẫn phải giữ được cái quan điểm và cái suy nghĩ nó trung lập đúng không ạ còn thân nó chỉ mang tính chất nó cảm tính thôi có nghĩa là mình thích cái này hơn cái kia đấy là một cái mà ai cũng có quý vị cứ để ý xem kể cả đối với con cái đúng không ạ cũng nó mồm thì mình nói là uh, mình thương mọi đứa như nhau nhưng mà trong lòng thì kiểu gì mình phải có thương người này hơn người kia đấy chẳng qua là người dại thì nói ra là uh, khơi khơi ra trước mặt là mình thích người này hơn người kia thôi chứ còn trên thực tế là nó có thật đúng không ạ còn khôn ngoan thì chúng ta phải nói là nó giống nhau vì thế cho nên chúng ta mới thấy một điểm là cơ bản là chúng ta sẽ phải đối mặt với tất cả những cái thông tin vốn nó là cái tuyên truyền, nhưng mà chúng ta chọn ra những cái gì nó có cái tính sự thật nhiều nhất. Đấy, và tất nhiên chúng ta cũng chọn cái sự thật rồi sau đó đến cái sự dễ nghe, đúng không ạ, là cái đương nhiên. Còn thế nào là những cái mà như Sơn nói là nó liên quan tới truyền thông của phương Tây, tẩy não với tuyên truyền nó rất nhiều dấu hiệu tôi có thể để một vài quý vị thông tin để quý vị thấy ví dụ như là chẳng hạn như uh, trong cái vụ việc Ukraine chẳng hạn nhé thì nếu quý vị nào mà chống nga đúng không ạ tức là thân phương Tây thân Ukraine thì mỗi khi quý vị nhìn thấy mà phương Tây họ đưa ra một cái văn bản một cái văn đạ bản nào đó mà nó chụp chiếu ở bất kỳ hoặc là tạo ra trong một một tiếng đồng hồ nó có một cái số ở trong đó nó nói về những cái việc là chẳng hạn như là những cái việc mà nga đã chuẩn bị việc này việc kia thông số để mà giết người này người kia ở ukraine thì lập tức là ngay quý vị cảm thấy nó rất là hứng thú đối với những thông sự thông số đó đúng không ạ đấy là một cái mình ta thấy rất rõ là những cái gì mà nó 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 bôi xấu cái đối thủ của mình thì chúng ta cực kỳ nhạy cảm À, quý vị có thể dễ dàng nhận thấy một điều là à, qua việc mà Putin à, tổ chức cái đợt tấn công vào Ukraine thì đơn giản là quý vị sẽ rất dễ để nghe và nhìn thấy Putin là với tư cách là một người rất là tàn độc, rất là độc ác đấy và là một người chuyên à, ghét dân chủ, đúng không? Ạ? Ghét tự do đấy rồi à, và quý vị sẽ thấy là nếu quý vị là những người ở phương Tây thì ngay lập tức bản thân quý vị là một bà mẹ bỉm sữa thì quý vị sẽ tin ngay vào việc đó và ngay lập tức quý vị sẽ sáng hôm sau xuất hiện ở văn phòng của mình để mà ký một sắc lệnh chuyển tiền và chuyển vũ khí đến cho Ukraine để mà bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái việc Putin đang tàn phá ở Ukraine đấy là dân chủ và tự do. Đúng không ạ? Đấy, cho nên cái đấy là cái cách mà truyền thông nó làm rất tốt. Nó đã khai thác những từ khóa trong đấy, quý vị không thoát được đâu. Hoặc là những cái sự kiện kiểu như là, ví dụ như ở Mỹ chẳng hạn gần đây có sự kiện ông Trump muốn phải chụp hình tội phạm ở cái tòa án của bang Georgia đấy đúng không ạ? thì nếu quý vị mà thân ông Biden, tất nhiên là thân cái cái chủ nghĩa gọi là toàn cầu ấy, thì quý vị sẽ là chống Biden Trump và như vậy thì quý vị sẽ nhìn thấy những hình ảnh mà tội phạm của ông Trump hay hình ảnh của ông Putin mà bị còng tay, thì quý vị sẽ thấy nó cực kỳ nó xúc động, nó sướng hơn nhiều khi quý vị nhìn thấy những cái tội ác của những cái người phương Tây của NATO đang làm, đã làm ở Iraq, ở Nam Tư, đang gây ra những nạn đói chết người ở Yemen, ở Syria. Đúng không ạ? Nhưng mà cái nào quan trọng hơn quý vị? Đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ thấy là cái gì mà quý vị cứ bị truyền thông thì nó sẽ gây dấu vị, nó cái cảm xúc nó lớn hơn. Và rất nhiều những người trẻ tuổi ở Việt Nam thế, ở nước ngoài cũng vậy, nhưng Việt Nam cũng vậy. Uh, nói về những cái người như Zelensky, uh, Boris Johnson hay là Anthony Blinken uh, gọi là những quý ông, những cái người uh, những ngôi sao trói sáng của nhân loại và nền văn minh, đúng không ạ? Và quý vị có thể thấy quý vị có ngồi cả ngày bỏ ra để nghe những cái lời sáo rỗng của ông Anthony Blinken mà không cần quan tâm xem là ông ấy có cái thứ gì trong đầu để nói với quý vị. Trong khi đó trước ngày hôm trước ông ấy nói trắng Ngày hôm sau ông ấy nói đen Nhưng mà quý vị vẫn tin một cách tuyệt đối Đúng không ạ? Thậm chí cả những cái việc như là uh, Bà Ngoại trưởng Mandri Onbry Bà ấy nói rằng là cuộc chiến ở Iraq nó có xứng đáng hay không Nếu mà dẫn tới 500.000 trẻ em đã bị chết một cách trực tiếp và gián tiếp Thì bà ấy nói rằng là đó là một quyết định khó khăn Nhưng mà nó rất xứng đáng và những quý vị mà thân phương Tây, quý vị thấy đấy là một trong bài phát biểu là mang tính chất ngoại giao rất cao, đúng không ạ? Nó là một quyết định khó khăn nhưng nó là xứng đáng. Chứ quý vị không biết là cái giá của việc là 500.000 cái đứa trẻ đấy nó thiệt mạng nó như nào. Vâng, nếu mà tôi cứ tiếp tục để tôi nói về cái việc đấy thì có nghĩa là nó sẽ phải mất cả đêm nay quý vị ạ, nhưng mà bây giờ thì thời gian nó cạn kiệt rồi. Nhưng mà rõ ràng người đặt câu hỏi là một người thân phương Tây, thân Mỹ và có khả năng đang sống ở Mỹ. À, chắc chắn là tôi chỉ cần kết thúc một cái câu như này à, không biết là ông Putin thì ông đã giết bao nhiêu người nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ thích là nhìn thấy ông Putin ra hầu tòa hơn là các bạn nhìn thấy những vị tổng thống như là tổng thống Bush đúng không ạ à, tổng thống Bill Clinton rồi tổng thống Obama ba vị tổng thống đấy hợp sức hợp tay nhau lại À, có thể nói đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc chiến và khiến cho hàng hai chục triệu người trên thế giới chết thiệt mạng một cách trực tiếp và gián tiếp nhưng mà chắc chắn là quý vị sẽ thích gọi là đưa Putin ra hầu tòa bởi vì là bàn tay vẫn gọi là vấy máu của Putin đúng không quý vị đấy tất cả những việc đấy cho chúng ta thấy là khi chúng ta đã bị tuyên truyền à, còn nếu mà chúng ta nghĩ kỹ chúng ta sẽ thấy đấy là một cái vấn đề nó à, có thể nói nó rất là nghịch lý đúng không ạ Bây giờ một trong những cái việc này mà tôi nghĩ rằng mình nói trên khía cạnh khoa học nhé quý vị nhé, một trong những vấn đề sống còn của hành tinh chúng ta được sinh ra để làm gì quý vị? Người đàn ông sinh ra để làm gì? Người đàn bà sinh ra để làm gì? Để mà duy trì sự sống cho loài người, đúng không ạ? Cho trái đất. Đấy. Thế nhưng mà bằng cách nào đó mà người ta đưa ra những cái chương trình nghị sự để người ta loại bỏ đi yếu tố đàn ông, đàn bà vậy thì không biết là sau này cái 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 sự duy trì được cái nòi giống cái sự sống của loài người trên trái đất nó sẽ như nào nhiều quý vị bảo là rồi thì công nghệ cấy gen cấy giống rồi cấy loài đủ thứ nhưng mà tôi tin chắc những cái đó nó không phải là những cái cái giải pháp bền vững giải pháp mạnh khỏe giải pháp mà nó có thể nói là chất lượng đúng không ạ để mà so sánh với những giải pháp tự nhiên của chúng ta đâu và bây giờ chúng ta thấy là với những cái truyền thông để mà đạt được những mục tiêu về chính trị họ đã tư tưởng hóa họ đã biến những cái việc nó rất là ngược lại với lại cái tạo hóa trở thành một tiêu chuẩn bình thường của xã hội đấy tức là tôi nói cái câu cuối cùng là câu đáng nói nhé tức là biến tiêu chuẩn hóa những cái việc vốn nó là những thứ không phải là tiêu chuẩn để trở thành một cái tiêu chuẩn mà tất cả những thế hệ đi sau coi đó là một việc bình thường thậm chí là có những khát vọng và những cái niềm cảm hứng để đi theo những cái tiêu chuẩn mà được tiêu chuẩn hóa như thế đúng ạ như vậy thì không biết quý vị như nào nhưng mà tôi nghĩ là tôi lo rất lo cho cái thế hệ sau này của mình <laughs> còn tất nhiên là đây mình nói là mình không phải bài trừ gì nhá. đấy là những cái quyền theo đuổi những cái hạnh phúc riêng đúng ạ mình cũng rất tôn trọng nhưng mà rõ ràng liên quan tới việc chính trị hóa lý tưởng hóa tư tưởng hóa và biến nó trở thành những tiêu chuẩn một cách rất là bình thường và đáng để theo đuổi thì đấy lại là một cái vấn đề rất nguy hiểm chứ không phải đơn giản đúng không ạ xét trên khía cạnh